Ui, ác này một tí mới ly các bạn ạ. Khủng khiếp thực sự, các bạn có thể nhìn xem thật là choáng ngợp này. Ui, 122.000 điểm ép nữa. Hello, xin chào các bạn, và mình là Zerilay. Và trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ không chơi Blood Brood, nhưng mà là review ạc Blood Brood. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một con nạc thật là khủng khiếp luôn. Các bạn không thể tưởng được đâu. Con nạc này thì đáng anh em mong ước đấy. Đấy, anh em biết là con nạc như thế nào không nhở? Chưa biết thì bây giờ chúng ta cùng đi xem thôi nào. Các bạn đã thấy gì chưa? 9999489,751 đó chính là số belly của arc này đang có đó, khủng khiếp không? Và chúng ta sẽ có điểm ép là 122.947 điểm ép. Wow, khá quỷ, khá quỷ. Xem nào, khá quỷ thì ê, hiện tại bạn này đang dùng trái bộ tổ, trái bộ tổ với điểm là 600 thông thạo và điểm mắc luôn trái bộ tổ các bạn ạ. Đây mình có thể cho các bạn thấy nhá, mắc nó là 600 điểm. Wow, bạn thấy sao? Đúng không? Đây, và bật mí với các bạn là không phải là mình trái auto đâu nhá, mà là tất cả các trái, tất cả trái block của cái arc này đã full hết 600 điểm trái thông thạo. Các bạn không tin đúng không? Các bạn không tin đúng không? Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem, nhưng trước tiên là chúng ta sẽ xem vật phẩm bạn này sẽ có những gì nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ có kiếm. Chúng ta sẽ có kiếm, kiếm của bạn này đã có song đao nguyền rủa này, hắc kiếm này, hai bóng tối, tam bảo kiếm đấy, tam bảo kiếm các kiểu mọi thứ đấy các bạn ạ. Đặc biệt là chúng ta sẽ có con dao gọt hoa quả, con dao gọt hoa quả. Ok chưa? Tất cả dao gọt hoa quả. Và một điều nữa là tất cả trang bị kiếm này đều full mastery bạn nhé. Đây, nhìn cho các bạn xem tất cả trang điện này đều full mastery đấy, full mastery hết các bạn ạ. Nhầm đấy, rồi để nhầm đấy, full mastery đây, khiếp các bạn ơi, full mastery nhá, full mastery các bạn ơi, full mastery tất cả mọi thứ các bạn ạ. Đấy rồi má ơi, đến cái phế nhất này cũng full battery các bạn này, nè. Tất cả mọi thứ đều full battery. Anh em ao ước cái này không? Anh em có thể ao ước cái hạng này không? Anh em ao ước không? Anh em nói nó một câu với tôi đi, chắc là rớt rãi như gì, cũng rớt rãi các bạn ạ. Rồi ok, đấy, đây là kiếm và vũ khí tầm xa. Vũ khí tầm xa chúng ta sẽ có Sogeta để bắt Zuka và mọi thứ, và đặc biệt là cũng full mastery hết các bạn nhá. Trang bị này full, tất cả mọi thứ đều full mastery các bạn ơi, đều full mastery hết đó, bạn thấy chưa? Mình không bịp các bạn, mình có bịp các bạn đâu. Đá cao su full mastery, cũng full mastery. Oh, holy fuck man. Tiếp theo nhá, tất cả này. Đấy, cũng vũ khí. Và arc này là sẽ có tàu cá. Tàu cá đấy, tàu cá thì các bạn thấy rồi đấy. Trái thì hiện tại là trái block thì hiện tại thì arc này không có nhiều trái lắm. Thì sẽ có trái độc spirit, trái venom các thứ, những trái cơ bản Phật tổ. Nhưng một điều đặc biệt là arc này có thể đựng được 13 trái. Có thể đựng được bằng 3 trái, ví dụ như là trái hồi sinh này đang là trái 11 này, và trái kim cương này, trái diamond này đang là 13 trái rồi các bạn ạ. Các bạn thấy khủng khiếp không? Tôi mê hạc này em rồi đấy, mê quá là mê. Nguyên liệu confetti, Alucard, những thạch bóng tối, mảnh gương vỡ đấy, những thứ chúng ta cần để có mua nạc, để gặt cần mọi thứ các kiểu con nạc, cái này đều có các bạn ạ. Ok chưa? Chỉ số của hạc này nào? Chỉ số thì hạc này hiện tại chỉ cộng cận chiến phòng thủ và súng. Trái block thì không cộng nhiều, chỉ là các bạn ấy bằng tay thôi các bạn nhá. Ok đấy, đôi chảo 600 điểm mastery cũng full luôn. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta cùng đến với cái quan trọng này. Đến với mục quan trọng này. Đó, đạc này cũng 31 bounty.
31 bounty nha các bạn nha. 31 bounty nha. Ok. 31 bounty luôn. Tiếp theo đến này. Chúng ta sẽ vào cửa hàng chúng ta check này. Game Pass và trái ác quỷ. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái dòng gì xanh xanh đi chưa? Các bạn thấy gì chưa? Bao đốm. Vĩnh viễn. Rồng. Vĩnh viễn. Và đặc biệt các bạn biết một điều rằng là gì không nhỉ? Là tất cả những trái ác quỷ này đều là full. Full. Đều là full cấp, full điểm mastery. Trang bị này cũng mắc. Trái trọng lượng cũng mắc. Trái quay cũng mắc. Đây mình cho các bạn xem, mắc luôn. Trời ơi, phân tách cũng mắc luôn. Trái tự nhiên cũng mắc. Lò xo tự nhiên. Bạn thấy không? Tất cả mọi thứ tự nhiên. Và điều bất ngờ nhất của tôi, điều bất ngờ nhất đó chính là trái bottle các bạn ạ. Trái bottle là cái trái mà khó farm. Khó farm để full, full mastery nhất. Nhưng không, full level nhất. Bạn nhìn đi. Cũng mắc. Cũng mắc các bạn ạ. Ôi, không một từ nào diễn tả được cái ạc này nữa các bạn. Cũng mắc luôn. Ok. Bây giờ ăn trái mochi vào cho nó người nó đẹp 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 đi. Đấy. Tiếp theo. Các bạn à, các bạn thấy tôi là tôi thấy sốt xình xịch cái gạt này rồi đấy. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Game Pass. Các bạn đoán, các bạn đoán xem là gạt này Game Pass như nào rồi. Nào chúng ta check qua nhá, check qua trước nhá. X2 tỷ lệ rơi vào phẩm. Ủa luôn. Đã sở hữu Game Pass này. Tiếp theo nữa nào. Tiền siêu tốc. X2 tiền. X2 thông thạo. Hắc kiếm. Hắc kiếm chắc chắn là có rồi mà. Vì lúc nay có hắc kiếm rồi mà. Kiếm chắc chắn là có rồi. Máy định vị. Kiếm luôn các bạn ạ. Các bạn đánh giá con đạc này là bao, nếu mà chấm điểm thì con này là bao nhiêu, 10 trên 10? Hoặc là các bạn định giá con đạc này thì nó sẽ đến với bao nhiêu tiền? Đấy. Còn tôi thấy con đạc này là hút một mùa từ đây. Đấy. Đó, ok. Và hiện tại là mình đã review xong con đạc của ông cố nội của mình để lại các bạn ạ. Thì các bạn các bạn nếu mà thấy hay và hấp dẫn thì các bạn hãy để lại cho mình một like và một lượt đăng ký like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn nhá. Chết thật, liếu quá. Liếu quá. Review xong con đạc mà xịt xịt cả người ra các bạn ạ. Và bạn nào mà muốn mình review ạc của các bạn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua đường Facebook cá nhân và mình có thể ghi ở dưới bình luận các bạn nhé. Ok, bye bye các bạn, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành vui vẻ. Bye bye.